Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát thiết kế xuống cho một vị gia chủ là anh Trưởng tại khu vực xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Thì mọi người cùng chúng tôi theo dõi cái quá trình khảo sát của công ty chúng tôi. Thì anh Trưởng hiện đang công tác và làm việc tại bên nước ngoài. Và chúng tôi xuống đây để khảo sát cái khuôn viên khu đất nhà anh về các cái yếu tố địa hình, về hình dáng khuôn viên khu đất cùng với các cái yếu tố để xây dựng nên một ngôi nhà, về các cái yếu tố điện, nước và phong thủy cùng với yêu cầu của gia chủ đến với công ty để thực hiện ra cái ước mơ của gia chủ nhé. Ở bên trong đây là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà anh Trưởng tại khu vực Yên Thế, Bắc Giang. Thì đây là cái khu vực nhà cũ nhà anh, sau anh xây nhà mới với cái nhà vườn mái thái và hai sảnh, sảnh chính là hướng 102 độ đông và một sảnh phụ ở phía bên này. Xây gần như chỉ ngang vào đây thôi nhá. Và anh dự kiến làm hai bậc nhà, làm ba bậc, nhưng mà từ nhà chính này xuống khu vực vệ sinh là giật lại xuống, giật cấp xuống một bậc. Đấy, thì anh sẽ làm cách cái nhà này 3 mét, hai sảnh, và phòng của anh, phòng ngủ của anh muốn ở gần đây, muốn ở gần khu vực sảnh phụ này cho nó mát, nó mát. Đấy, và thì anh có thích hai cái mẫu của công ty tôi thì tôi sẽ bật cho các bạn nhìn hai cái mẫu nhé. Đấy, và thì đây là cái mẫu nhà mà anh thích nhá, là mẫu nhà đẹp 300m2 tại Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, thì cũng do công ty chúng tôi thiết kế và anh thích cái mẫu này. Nhưng mà cái chi tiết trang trí này thì anh không thích, và thay vào đó là anh muốn thay vào cái chi tiết trang trí này. Sau cổng anh cũng làm hệ cổng như này nhưng không có mái, và bằng cái cổng như thế này thôi, anh không trồng hoa ở đây, các thứ không trồng hoa xung quanh tường rồi. Đấy là cái sơ qua những cái ý tưởng mà gia chủ nói cho chúng tôi biết. Thì cấp điện, cấp nước, ở cấp điện thì là ở khu vực phía đằng sau này sang rồi, cấp nước cũng dưới này, thoát thì thoát về đằng sau này rồi. Thank you.